Thì đó chị nghe cái gì đâu, cái chân lùi. Đấm được còn đánh cho mồng chút. Làm gì vậy, bà quay gì vậy? Vô chị yên nha. Giờ này trời đất ơi khổ. Có ăn cái gì không? Con xuống lấy cho ăn đi rồi ngủ. Có khi chút rồi ngủ. Em biết ăn gì nó giờ. Nếu mà có sức khỏe thì ăn miếng cơm. Còn thấy đói thì ăn miếng chè rồi ngủ. Bây giờ ăn chè rất là nguy hiểm. Nước dừa, tùy hỷ. Tùy hỷ. Hỷ gì mà hỷ. Giờ này giờ tới giờ massage nhà tôi không phải massage đó. Trời ơi, ngứa cái đùi, ngứa đấm đã là ngứa, ngứa đã rồi đấm đấm hoài vậy đó. Làm liên khúc lo cho cô ba anh nha. Trời ơi, giờ này chưa ngủ hả con, còn thức trong chưa cô ba? Trong nhà có thằng già, thằng trẻ, nó có thể làm chuyện không điên không? Nó nhộn nhịp. Nhộn nhịp. Thằng già này đang live stream không đó ba? Thôi ba rảnh lắm. Chọt cho lũ đứt, bảo bây đứng quay mà. Cái gì bảo đứng quay? Quay nào? Bữa cho chụp cho cái hình nó hay thì em quay lại làm kỷ niệm thôi. Đó. Mà em đâu có quay ngay đó đâu. Bà nói gì vậy? Cái đó là anh nói làm gì có để em để làm kỷ niệm tuyệt mật. Không bao giờ em sẽ bỏ vô bảo tàng. Em sẽ để vào bảo tàng gì đó. Mình nắm xem video đó, bỏ ra là hai chỉ vàng. Chỉ vàng. Anh muốn xem con tiểu linh đó hả? Nhà đó đấm, đấm đã cái gãi, gãi đã cái đấm. Đó, đấm, đấm đã cái gãi, gãi cái đấm, đấm đã cái sức dầu, sức dầu. Cãi xong mốt cãi tới chuyện gia đình ba người chúng tôi. Ba người chúng tôi. Lưu dân mỗi năm mỗi căn nhà. Một cái tết một căn nhà. Mình giàu chứ bộ, tính ra mình giàu lắm chứ bộ mình nữa hả, trời ơi. Một năm mình tuổi được có 20 căn nhà. Mình ở nhiều nhà đó. Mình chưa có mấy tháng được 3 căn nhà đó. Có 2 căn à. 1 căn chứ chia lên chị. Căn nào? Cái căn đầu tiên là Vũ Dễ Tắp Tắp Hương rồi đó. Căn đó mình đâu có ở đâu. Đúng vậy, con á, công nhận nó gan quá ha. Cái căn nhà đó mày vô mày sợ lắm Vũ. Trời ơi, nhất là cái toilet đó làm sao anh nhớ không? Cái toilet nhà trời tắm. Trời ơi, cái nhà tắm gì mày. Nhà đó dám tắm á. Thấy ghê lắm. Vậy mà cái nhà đưa tôi tắm đường làm sao? Mày mà tưởng đang bốc xin cỡ đó không đó con. Vậy mới đã, vậy mới chịu. Chứ không có bấm nhẹ, đấm nhẹ được. Trời ơi, cô Sáu Hồng Nhung cũng vậy đó. Một trời ơi, đấm một cái là hả? Bà kêu mạnh lên, mạnh lên. Trời ơi, đánh đào cũng chết. À, nó cũng da trâu đó. Da trâu à, nó cũng da trâu. Bà Sáu Hồng Nhung da trâu đó. Đánh, trời ơi. Cô Sáu đang xem like, cô Sáu là đó. Cô nói hoài vậy. Bà nói đấm đi, đấm mạnh lên. Bà Sáu cũng vậy, công nhận hay thì chứ. Giờ tới anh cũng vậy chứ gì, anh có khác gì đâu. Chào cao lo đi trần nha. Đó, đó mọi người. Đêm đêm giờ khuya là có đấm bóp. Đêm đêm giờ khuya là phải đấm bóp massage như vậy xong rồi mới ngủ được á mọi người đó. Trời ơi, quay thiệt á trời. Em không phải quay nhưng mà em đang live stream thôi. Bye bye cả nhà nha, tạm biệt cả nhà. Tính quay mà bấm buồn, bấm vô ngay live stream luôn rồi. Trời đất ơi, trời ơi, bữa nào live YouTube vậy đó hả? Vậy nè, quay YouTube sập kênh liền. Vậy em cho em cho
em để đấm bóp dắt hơi luôn nha. Rồi bye bye cả nhà nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đó. Trời ơi, giờ này cũng nhiều người vô rồi, đông quá nè, 8 người 10 người trời đất ơi, đấm bóp mà cũng đông quá, 10 người. Con chào đi, con chào cái mấy cô chú nè con ơi. Cả nhà có ai dịch vụ đấm bóp xoa bóp chân thì hồi lên đó. Gọi con nghe. Giờ này đấm bóp đó, giờ này đêm nào cũng dài như đêm đó, đấm bóp xoa dầu nhà điện này. Xuống đây đấm bóp. 6 giờ này ngủ rồi, làm mệt cái là ngủ rồi, phải giống như gia đình mình đâu, thức tới giờ này. Hả, tôi bị nghỉ hè rồi phải không? Ừ. Đó, gia đình tính là quay lại để làm kỷ niệm cho hai cho con thôi, mà tự nhiên bấm sao mà like luôn rồi mọi người. Rồi, bye bye cả gia đình mình nha. Chúc gia đình mình ngủ ngon nha. Thôi xin lỗi, sorry cả nhà. Bye bye, tạm biệt cả nhà. Đó, dầu đó sao con không sức cho dầu đâu. Gãi đó, đấm cái gãi cái đấm làm hoài liên khúc. Hả? Ủa, cái dầu đó sao con không sức cho ba đi? Rồi. Sức rồi hả? Sức rồi hả? Sức đâu, sức là không đó. Sao con không sức dầu đi? Sức dầu để đâu, sức dầu đâu. Cho dầu đâu con? Đang để đâu? Nãy đâu đây nè. Nãy đâu đây nè. Tha đi cho ba ấm, ba ấm phổi. bấm mà tắt nữa. Thở nữa. Chưa tắt. Em chưa tắt là em chưa tắt thôi. Bye bye, tạm biệt cả nhà. Bye bye. Ta tắt đây, bây giờ tắt đi để ông la. Bye bye. Chúc cả nhà mình ngủ ngon. Bye bye.